kia là người yêu bé Thảo em mình cơ mà. À, thì là cô cậu bắt cá hai tay. Ấy, ôi trời ơi, đã bắt cá hai tay rồi mà lại còn mùi hương anh nồng say nữa mới tệ chứ. Được rồi, vụ này cứ để chị lo. Tí chị phải ra đưa áo này cho cái Thảo để Thảo nó tự xử lý. Đi nào. That is how I know you. Go home.